Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ thương tây vơi. Để cho em yêu anh, để cho em yêu anh. Thôi, khỏi yêu, không yêu được luôn á. Trời đất ơi, cái thằng ngu kỹ, không có yêu được mày luôn á nha, ngu kỹ nha. Mặt mày mà ai yêu được mày. Trời ơi, thiệt tình luôn á cả nhà. Ngu kỹ ơi, tao nói cho mày biết nè, hiện tại bây giờ là bên Việt Nam trời đang mưa rất là tầm tã, mưa xối xả, mưa như chút nước luôn. Lý ra là cái thời khắc này là tao phải nằm rồi, tao nằm, tao ngủ, tao nghe tiếng mưa rơi, tao đọc chú Đại Bi, tao nghe tiếng mưa rơi, tao nằm, tao ngủ một cách cho nó sảng khoái, thoải mái. Nhưng không, tao không ngủ được bởi vì tao vẫn còn nhớ tới cái bản mặt của mày. Tao hình dung ra cái bản mặt của mày là tao phải ngồi bật dậy. Để mà làm chi? Để mà tao ngồi tao mắng mày. Mày có nhiều chuyện xảy ra lắm. Mày có nhiều chuyện để người ta phải bàn tới vấn đề của mày lắm. Cái thằng ngu kỹ ơi! Thằng ngu kỹ! Mày là cái thằng mặt lờ! Đó! Tao nói cỡ đó rồi mày cũng hiểu được cái vấn đề rồi nha. Mày tại sao người ta kêu mày là cái thằng mặt lờ? Mày đúng là một cái thằng mà chí phèo thời đại, chí phèo của phố Bôn Sa. Ngày xưa đó, có cái anh chí phèo, có cái ông chí phèo chứ. Bây giờ là thời này là coi như là mình phải kêu ảnh bằng ông rồi. Ngày xưa có cái ông chí phèo á, người ta vì cuộc sống của người ta cũng khổ cực phải không? Người ta cũng vì nghèo khó quá, cho nên người ta mới sinh ra cái tính ăn vạ. Nhưng ăn vạ để làm gì? Ăn vạ để người ta có thể là coi như phản ánh được cái đời sống thực vào cái thời buổi đó, vào cái thời phong kiến đó, thấy không? Nhưng mà người ta cũng có bề ngoài, người ta trông người ta xấu như vậy thôi, nhưng mà thực chất bên trong người ta cũng có một cái tấm lòng rất là bác ái, rất là tốt, thấy không? Bằng chứng là làm cái gì thì làm, người ta cũng được một cái bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, đó là thị nở, thấy không? Người ta vẫn bưng cho một cái tô cháo hành để mà ăn trong những lúc người ta say xỉn. Nhưng mà người ta có phụ nữ chăm sóc, là thị nở chăm sóc, thấy không? Người ta cũng có một cái tình yêu, người ta cũng có một cái người phụ nữ lo lắng cho tới cuối đời. Còn cái bản mặt của mày, mày là chí phèo bôn xa, chí phèo thời đại. Mày ăn vạ hết tất cả mọi nơi. Mày không có người để mà coi như chăm lo chăm sóc. Bởi vì sao? Bởi vì mày quá khốn nạn. Bởi vì mày quá mất dạy nha. Cho nên không có người phụ nữ nào á mà người ta để gửi gắm cái cuộc đời của người ta vô trong cái bản mặt của mày. Vô trong cái cuộc đời của mày, gửi vô gì? Gửi vô để đói hay gì? Được gửi vô rồi xong rồi coi như là đi cạp đất mà ăn hả? Hả? Thấy không? Cuộc đời của mày nha ngu kỹ, mày sẽ không bao giờ có một bàn tay của một người phụ nữ nha, đưa cho mày một bát cháo hành. Người ta đưa cho mày á là một bô cức á để mày ăn á. Bởi vì mày là thú, mày là chó chứ không phải mày là con người. Thấy không? Mày 70 tuổi rồi mà mày sống mày không để đức cho coi như là thế hệ sau này của mày. Bởi vậy cuộc đời của mày á, mày nhìn đi, mày đâu có con có cái, không vợ không con. Cuộc đời của mày là một cái thằng hôm lét, hiểu không? Ăn tiền welfare của chính phủ. Mà ăn tiền welfare của chính phủ là tại vì sao? Là bởi vì á, cái con người của mày, mày nói mày bệnh, mày giả bệnh để làm chi? Để mày ăn tiền của chính phủ. Trời ơi, tao cũng cầu mong một ngày nào đó đó, rồi chính phủ Mỹ biết được cái bản mặt của mày, biết cái sự dối trá của mày, người ta sẽ coi như là quật lại, quật mộ lại, coi như là khai mộ lên, để mà người ta lôi cái chuyện này ra ánh sáng, là mày coi như mày đi tông. Mày đi tông nha. Mày tiền đó mày đền, tiền đó mày trả lại cho người ta. À, có phải mày đi vô tù mày ở không? Cái thằng ngu kỹ. Trời đất ơi, ngu gì mà ngu dữ vậy? Cuộc đời 70 tuổi rồi ha, đầu hói hết trơn hết trọi rồi
Nói thiệt luôn á, nhìn vô cái bản mặt của mày á, không ưa một cái điểm nào, thì làm sao một người phụ nữ người ta động cái lòng của người ta, rung động cái trái tim được, kể cả như tao nè. Tao nhìn cái bản mặt của mày là tao không có đụng được cái trái tim tao luôn đó, không có rung rinh được cái trái tim tao luôn á. Ha, cái vú tao cũng được rung rinh nhau, không có rung rinh chứ cái bản mặt mày luôn á. Cái bản mặt của mày chỉ úp vô phân thôi, chứ không được úp vô trong cái bản ngực tao nữa, cho mày biết vậy đó. Thứ gì á, ngu si đần độn, mẹ bà nó ăn ở không, nó rảnh háng quá, ăn tiền welfare chính phủ, rảnh háng quá, rảnh cái mông quá, rảnh cái mỏ quá, đi bàn hết người này tới người kia, đi đem chuyện của người này tới người kia ra để mà coi như là la làng lên, thấy không? À, mày đi mày mắng người ta, mày đi mày phản đối người ta, mày đi mày coi như mày la làng lên, cho dù cái chuyện đó nó có đúng hay sai, mày cũng ráng mày la làng, miễn sao có tiền là được rồi, thấy không? Ai xúi mày làm gì mày làm cái đó à? À, mày đi ra quán cà phê, mấy cái quán cà phê buôn xa đó, mày ngồi đó cái người ta chỉ điểm mày, người ta nói ê ngu kỹ mày coi chỗ kia kìa, có cái đám đó đó nó đang làm gì đó, cái mày nhào tới cái mày coi cái thông tin, cái mày chạy tới cái chỗ đó, cái mày lấy thông tin xong cái mày đưa lên trên Facebook của mày, mày đưa lên trên những cái trang của mày, cái đầu mày mắng mày nói người ta. À, rồi mà bên kia ê ngu kỹ đằng kia kìa, có con mẹ đó là cái gì đó, là cái gì đó thì không biết là cái gì, nhưng mà mày cũng ráng lại mày coi xong cái mày tự mày mắng người ta, ha không? À, mày mắng người ta đến nỗi mà người ta kéo bè kéo phái lại ngay cái chỗ mà mày đang làm đó, người ta trời đất ơi, người ta nói là ngu kỹ cái thằng mặt lờ. Tao bôi phân, tao bôi trên cả cái dòng họ nhà mày. Tao bôi mày không đủ rồi, tao trèo lên cái bàn thờ, tao bôi. Có cái video clip đó. Cái người đàn bà đó, người ta tới, người ta mắng mày như vậy. Người ta coi như là đưa phân, đưa chấu lên cái bàn thờ của ba má mày mà mày vẫn không biết nhục. Cái mặt mày vẫn trơ trơ ra. Mặt mày trơ, mặt mày giống như cái bàn đá xì cừ đó cả nhà đó, coi như cái mặt nó trời ơi, mình nói đá xì cừ nó hơi bị sang, đá xà cừ nó hơi bị sang. Mày là coi như là cái mặt gì nè, mặt mày giống như da cá sấu vậy đó, da cá sấu nó dày á, da voi da mà coi như là da mà coi như cái loại mà coi như cứng nhất á là cái loại cái mặt của mày, mà không phải dạng quý hiếm đâu nha, cái dạng mà xấu nhất á, cái mặt đường á, người ta cà lên cà xuống, cái mặt mày dày 8 lớp giống như cái mặt đường vậy đó, mặt vẫn chơ chơ, nói tới nó là coi như cái mặt nó vậy nè, nói tới nó là cái mặt của nó là cười vậy nè, cười mặt cứ khỉnh, lý do tại sao nó vẫn coi thường, nó vẫn khinh khỉnh mọi người, nó coi thường những cái lời lẽ của mọi người mắng nó. Trời ơi, sống vậy mà không biết nhục hả? Sống vậy là rất là bất hiếu nha, ngu kỹ nha. Mày sống mà mày để cho người ta mắng cha, mắng mẹ, mắng tổ tiên dòng họ của mình là mình là một người con bất hiếu rồi. Đó không? Cái đó là coi như cái tội bất hiếu là cái tội lớn ở trong kinh Phật á. Người ta nói cái tội bất hiếu là cái tội rất là lớn. Cái tội đó sau này á, mày chết xuống Diêm Vương á, Diêm Vương lật sổ ra, Diêm Vương á coi mày hỏi tội tại sao mày chết, là mày nói mày tội bất hiếu là coi như mày đi luôn, mày khỏi có cửa đầu thai luôn á, ngu kỹ. Ôi ơi, 70 tuổi rồi ha, 70 tuổi rồi, cái đầu của mình nó hói rồi. À quên nữa, người ta có cái đầu hói là cái đầu thông minh nha. Người ta có cái đầu hói là đầu thông minh, đầu bác học không đó, chứ không phải như cái mặt mày, thấy không? Mày thấy không? Mấy người mà cái đầu hói hói đó, mấy cái người mà đầu hói hói, á, không phải tôi chê nha, nhưng mà phải soi kỹ đi. Những cái người nào mà cái đầu hói hói ha, là tôi nói bác học, thông minh, người ta làm trong NASA không? Người ta làm coi như là chế tạo ra những cái gọi là cái mà công trình vĩ đại, nghiên cứu vĩ mô, quy mô, chứ không phải như cái mặt mày. Cái mặt mày nha, cái thằng ngu kỹ, mày đầu hói là bởi vì cái thứ của mày á, là người ta xỉ giả trên đầu của mày, người ta xỉ xuống như vậy nè. Cho nên á, tóc không có mọc nổi, nó mới sinh ra cái chuyện mà hói. Còn người ta chia là người ta học,
người ta học quá, cho nên nhiều khi người ta ngồi người ta bứt tắc vậy nè, hiểu không? Người ta suy nghĩ ra những cái công thức đó, người ta cứ mần vậy nè, cái người ta bứt cái tắc vậy nè, bứt cái tắc, cái đâm ra nó mới hói. Là người ta, tại vì người ta học hành nhiều, người ta suy nghĩ nhiều quá. Còn mặt mày á, mày hói là tại vì á, người ta xỉ trên cái đầu mày xỉ xuống, người ta mắng từ ở trên đầu mà người ta mắng xuống, cho nên cái đầu mày mới hói. Thấy không? Hói đến nỗi mà mày ngóc đầu không nổi luôn mà. Thấy không? Trời ơi, ôi ngu kỹ. Tại sao mày lì quá vậy? Mày lì quá vậy? Lý ra là hôm nay là không có mắng nhiếc mày đâu, nhưng mà tại vì á, ta thấy mày á, ta ức quá, ta ức quá. Ở trên cái mặt của mày á, nó ghi rõ ràng là coi như mấy cái chữ luôn nè: mất dạy, khốn nạn nè, ăn ở tệ bạc nè, ác độc nè, điêu ngoa, dối trá. Trên mặt mày nó hiện hết luôn, trên mặt của mày á, nó hiện hết những cái từ đó luôn đó. Thiệt á, khốn nạn, dối trá, lương lẹo. Đó, tại sao mày, coi như là tại sao mà ta phải nói mày lương lẹo, dối trá. Con người của mày á, thấy không? Mày thấy nè, cái sự vụ của bà Thúy Nga, thấy không? Sự vụ bà Thúy Nga lúc mà bà Nga bà giúp đỡ đó, thấy không? Rồi mày đi bưng bô cho cái thằng da trâu da bò, mày đi mắng bà Thúy Nga, mày nói bà Thúy Nga này, Thúy Nga nọ, thấy không? Mày nói bà giúp Kim Ngân á là coi như không có tâm, ai kêu bà tung hô bà là Phật bà Quan Âm á thì tôi cũng có kêu, tôi không có tin. Như thế này như thế kia, cái giọng mà coi như thê thép của mày á làm tao khó chịu lắm. Mày nói bả là coi như là giúp đỡ người không có tâm, lợi dụng hình ảnh Kim Ngân để mà coi như trục lợi đó đó. Đến giờ bây giờ mọi chuyện là coi như cũng sắp ngã ngủ rồi, bà Thúy Nga bà cũng trả nhà rồi, bà cũng buông tay rồi, bà dọn hết đồ đi qua bên nhà một cái nhà bả hoặc là một cái kho của một ai khác rồi. Thì bây giờ mày đâm ra mày làm gì? Đâm ra mày không có chuyện để nói nữa. Phải không? Tại sao mà mày ganh tị? Tức là mày ganh tị là bởi vì mày cũng là con người bệnh hoạn. Mà tại sao bà Thúy Nga, bà không đi giúp đỡ mày, phải không? Mà đi giúp đỡ bà Kim Ngân, phải không? Bà Kim Ngân bà bệnh hoạn, mày cũng bệnh hoạn mà. Tại sao không đi giúp đỡ mày mà đi giúp đỡ bà Kim Ngân? Đó, mày ganh tị, đúng không? Tao nói đúng không? Thấy không? Cho nên mày lên cái mày phát biểu linh tinh, mày lôi quá khứ của người ta ra, mày lôi chuyện chồng con của người ta ra, rồi mày đưa một đứa con nít đó lên trên truyền thông mày trưng ra vậy. Mày nói thiệt á, tao nói thiệt với mày luôn á, mày á rất là khốn nạn, mày rất là khốn nạn. Rồi á, mày lôi cái chuyện đó không được nữa rồi, mày thấy cái chuyện đó coi như là không thành nữa, sắp không ổn rồi. Không? Sắp không ổn rồi, cái tự nhiên cái mày lôi cái chuyện khác ra mày nói nữa. Thấy không? Mày lên trên Facebook á, mày viết đồ, mày đưa hình ảnh của Thúy Nga lên, xong mày nói cái này, mày nói cái kia, rồi mày phản đối, rồi cái sắp tới người ta có chương trình nhạc hội ở bên trung tâm Thúy Nga Paris by Night, cái mày lên mày phản đối, mày biểu tình. Ủa, mắt giống ông nội mày hả? Giống ông nội mày hay sao? Mày tự nhiên mày rảnh háng mày đi mày biểu tình hoài vậy? Mày biểu tình hoài vậy trời hả? Mày ăn không ngồi rồi quá vậy? Thí dụ cái tuổi của mày ăn không ngồi rồi vậy đó, thì mày đi tưới hoa, mày đi cắt cỏ, hay mày đi trồng cây, hay mày đi giúp đời đi, mày đi giúp mà cái hội mà coi như là lão thành ở bên đó đó, không sinh hoạt văn nghệ, hát hò văn gừng rồi cho nó vui. Chứ có đâu mày đi suốt ngày mày cứ chĩa mỏ vô cái chuyện của một người phụ nữ vậy, người ta có làm gì mày đâu. Trời ơi, người ta là một người đàn bà đẹp mà, thấy không? Mà mày suốt ngày mà mày cứ chĩa mỏ vô, mày mặc áo sơ mi quần jean mày không chịu, mày suốt ngày mày thích mặc váy vậy hả? Mày thích mặc váy mày mới chịu hả trời? Ơi, ủa sao nói giống mụn vậy? Ủa sao nói giống tôi vậy? Không, tôi là khác à. Tôi mặc vậy là coi như tôi đang thể hiện một nhân vật. Còn mặt chó nó là coi như là nó không phải vậy đâu. Ôi, tôi tức quá cả nhà. Tôi tức quá, tôi uống nước cái. Tôi nói mà tôi bắn la fan mà tôi khô cả họng tôi luôn á. Hả? Trời ơi. Đó, rồi xong á cái làm gì? Rồi nó đi nó rủa người ta, nó phản đối người ta cho một cái trung tâm nhạc hội gì đó. Nè, xin lỗi nha Ngô Kỷ ơi,
mày có đi nói cái này, nói cái kia thì người ta cũng ủng hộ cái chương trình đó thôi. Bởi vì Thúy Nga hiện tại bây giờ người ta đang được lòng khán giả mà, đúng không? Bây giờ mày có nói thì giờ nó, nè, nó la vậy thôi, 2 tiếng hồ, la xong thôi à. À, rồi người ta vẫn diễn bình thường, người ta vẫn vẫn vô, người ta vẫn hoạt động bình thường, không có cái vấn đề gì hết trơn trọi. Ơi ơi, mày đứng mày la mày gào đi, mày đứng mày biểu tình mày la mày gào đi 2 tiếng hồ. Bolick ở bển nó cho mày la chừng 1 tiếng 2 tiếng thôi, xong cái khoảng cách đàng hoàng nha. Mày đứng mày la đi, mày la mày cứ đả đảo gì đi, mày đả đảo tiếng Nga hay mày làm gì đó, mày muốn nói gì mày nói, chứ trong vòng 1 tiếng thôi. 1 tiếng sau mà mày không chịu đi á, Bolick cầm đầu mày. Trời ơi, mày làm như tao không biết à. Mày làm như tao không biết vậy đó. Mày suốt ngày, mày suốt ngày mày đi, mày đi, mày mày chọc gan người ta hoài vậy. Mình là con người chứ đâu phải là loài chó đâu, mình đâu phải là linh cẩu đâu, mà mày suốt ngày mà cứ đi ăn cứt ăn phân ăn xác thúi động vật vậy. Nếu mà mày thích ăn xác thúi động vật thì mày là loại động vật hoang dã rồi, thằng ngu kỹ nha, ngu lâu năm, thằng một lần. Ê không, mày thấy không, mấy cái con động vật hoang dã nó sống đâu có tình người đâu, nó đâu có tình người, thấy không? Nó sống cái kiểu mà coi như là nó đi nó giết người, nó giết coi như là nó giết mấy cái con đồng con thú khác đó, rồi xong nó cấu, nó xé, nó ăn, thấy không? Nó đi săn để mà nó có cái thức ăn nó ăn. Thì nó cũng giống như mày đó, ngu kỹ, mày suốt ngày mày đi săn tin, mày đi săn cái chỗ này săn cái chỗ kia để mày có được những cái thông tin để mình đi lên trên mạng, bắt đầu mày nói lung tung, mày nói ba lá ba sàm. Thấy không? Cái số của mình á, mình an phận, mình thủ thừa đi, chứ có đâu mà thủ thường. An phận thủ thường đi, chứ có đâu mà mày á, mày để người ta mắng nhiếc hoài. Nè, 70 tuổi rồi nha, mình cũng phải biết mệt chứ, đúng không? Mình phải lo cho mình, cuộc sống của mình sau này nè, mình coi á, mình kiếm cái miếng đất nào để mà mình dựa, thì hoặc là mình coi á, là coi như là mình nhắm mình sống được tới 80 hay không. Nếu mà nhắm được 80 á, thì bây giờ mình kiếm một cái mình thay đổi tâm tính đi, thì ít ra cũng sẽ có một cái người phụ nữ, người ta sẽ nhìn thấy cái điểm tốt của ngu kỹ, rồi người ta sẽ nhào vô, người ta sẽ chăm sóc cho, đúng không? Rồi thí dụ mà giờ 70 tuổi vẫn còn cái tinh hoa, tinh túy, tinh gì đó, tinh tùm lum đó, rồi xong rồi cái kiếm cái người phụ nữ nào á, rồi xong phối giống đi, hiểu không? Cái thụ tinh nhân tạo rồi vô để kiếm giống nồi. Chứ mày á, cái thứ của mày á, mày ở 70 tuổi rồi mà mày sống cái kiểu này mà mày không con không cái nữa, sau này mày chết bờ chết bụi chết suối chết sông chết trong chết đục chết nhục chết dinh chết trong đình trong miễu chết yểu chết tiêu chết trong cầu tiêu cầu cống chết trong ống đồng ống lôi chết mà không coi như là không có nhắm mắt được luôn á. Chết mà coi như ngoài nắng ngoài mưa, chết bị cưa bị cắt, chết mà mày không nhắm mắt được, rồi xong không ai biết cái thây cái xác của mày đâu hết trơn, không có biết cái thây cái xác của mày đâu hết trơn. Trời trời, thiệt tình đó, tôi rửa cái thằng này coi như là 8 ngày luôn, tôi cũng không hết nữa thiệt. Tôi có thể ngồi rỉ rả nè, mày nói mày có thể rỉ rả coi như mày nói mấy tiếng hồ mày không mệt hả? Mày không mệt đúng không? Thì thôi ok, mày lên đây mà ngồi mày rỉ rả với tao. Trời ơi, thằng ngu kỹ, ngu gì mà ngu lâu năm vậy, thấy không? Thúy Nga, người ta đã buông tay rồi, buông xuôi tất cả rồi, người ta đã trở về cái cuộc sống bình thường của người ta đâu có liên quan gì tới cái má Kim Ngân đó nữa đâu. Mà mày á, mày giờ mày thấy không còn chuyện liên quan nữa rồi, mày thấy không còn cái gì hay, không còn cái gì hấp dẫn nữa rồi, cái bắt đầu mày lôi ra những cái chuyện khác, mày giống như mày đi du khống, mày bịa ra những cái chuyện khác, mày lôi qua một cái chiều hướng khác nữa rồi, mày không phải là cái chiều hướng mà coi như mày, giống như kiểu chiều hướng mày kích động người ta, mày đi nói xấu này nói xấu nọ để mà coi như là người ta không đến coi cái chương trình tiếng Nga Paris. Trời ơi, mày quên đi, trời ơi, mày là ai? Mày là chỉ thằng một homeless thôi, mày chỉ là một cái thằng homeless thôi, mày là ai? Mày chỉ là một cái thằng sai giặt thôi, mày là ai? Mày chỉ là một cái thằng đi mắng thuê người ta thôi, ai sai cái gì thì mày làm cái đó, mày chẳng là cái gì cả. Mày cái tiếng nói của mày, mày tưởng mà mày nói hay lắm hả? Mày nói để coi như là người ta sẽ cứ nghe theo lời của mày hả? Quên đi, ngu kỹ. Trời ơi, suốt ngày á ăn cơm không chịu ăn cơm, để đi ăn phân không à. Mày á ăn phân là đúng rồi,
nha. Mày đi bưng bô cho Gia Nguyễn, Gia Châu, Gia Bò chị đi đó, mày cứ đi bưng bô, rồi sau này nó bưng phân lại cho mày ăn, nó bưng phân lại cho mày ăn. À, cái lúc đó nè mày già rồi đó ha, khoảng bây giờ mày bảy mấy tuổi rồi phải không, bây giờ mày chỉ cần tao bấm quẻ cho mày luôn, mày chỉ cần sống được chừng 1-2 năm nữa thôi, còn không á là chỉ cần 1-2 tháng nữa thôi. Một là dịch Covid nhập vô mặt mày ha, nhập vô mặt mày. Hai á là mày bị tai biến, mày bị bại liệt, mày cứ đó, mày bị bại liệt cái thân của mày, mày bị bại liệt mà sao mà không ai lo cho mày, không ai đút cho mày ăn, mày ơi mày nằm đó mày bán di bất động luôn, rồi xong cái lúc đó mày chết rồi họ có người ta đem cái xác mày người ta quấn lại người ta chôn mà coi như không có một cái tiếng khóc tiếng than. Nó vậy luôn đó, cho mày biết vậy đó. Tao rủa mày tới cái cỡ đó luôn. Cái thằng ngu kỹ, thằng khốn nạn, cái thằng mặt lơ, thằng mặt lơ, thằng một lăng. Thiệt á. Dạ thôi cả nhà ơi, em á thì em, nói chung là em bức xúc quá, em bức xúc quá, em thấy là cái chuyện nó cũng đã coi như là nó yên rồi, cây muốn lặng rồi, mà gió là cái thằng ngu kỹ mà nó không có chịu ngừng đó, nên em bực quá em mới lên em nói những cái điều mà tâm tư, những cảm xúc của em ra để coi như giải bài cùng với mọi người. Mọi người á cảm thấy là coi như cùng ý kiến với em, cùng cái cảm xúc của em để mà hòa chung nhịp, để mà mắng cái thằng ngô kỹ này, thì mọi người vô đăng ký share và subscribe cho em kèm theo những cái bình luận ở phía dưới nha cả nhà. Dạ, còn bây giờ thì coi như em xin chào nha cả nhà. Em bye bye cả nhà nha. Em cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái chương trình của em. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip của em. Dạ, bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà.